Nữ Hoàng Anh qua đời ở tuổi 96, có một người bà không tha thứ trước khi chết, không muốn nhìn thấy khi bà hấp hối. Tối ngày 8 tháng 9, theo giờ địa phương, nữ hoàng Elizabeth Đệ Nhị của Vương quốc Anh qua đời ở tuổi 96. Sau khi Hoàng gia Anh thông báo tin tức về cái chết của họ, các chức sắc từ nhiều quốc gia đã bày tỏ sự chia buồn, các lá cờ đã được treo hạ thấp xuống một nửa cột cờ ở nhiều nơi để bày tỏ sự chia buồn. Nhìn lại cuộc đời siêu lâu của nữ hoàng Anh, có thể nói bà đã chứng kiến lịch sử gần trăm năm của nhân loại. Ảnh của bà được tìm thấy trong ảnh 4K độ phân giải cao từ đen trắng. Cho đến nay, bà là quốc vương trị vì lâu nhất và lâu nhất ở vương quốc Anh. Bà đã trải qua trận chiến lớn nhất thế giới, chiến tranh thế giới thứ hai, chứng kiến sự đổi ngôi của 15 đời thủ tướng Anh đã gặp 13 vị tổng thống Hoa Kỳ. Đối với người Anh, bà là một biểu tượng quốc gia. Cái chết của bà cũng đánh dấu sự kết thúc của kỷ nguyên thái tử của con trai cả của bà, thái tử Charles 73 tuổi. Thái tử Charles cũng đã có bài phát biểu của nhà vua lần đầu tiên sau khi nữ hoàng qua đời và thời gian cũng như tước vị đăng quang của ông sẽ được công bố trong thời gian tới. Trên thực tế, ngay từ năm ngoái sau cái chết của hoàng thân Philip, chồng nữ hoàng, sức khỏe nữ hoàng sụt giảm nghiêm trọng, chân đi lại không thuận tiện. Đầu năm nay, nữ hoàng lại được chẩn đoán bị Covid, thể lực lại càng đáng lo ngại. bởi lâu nay, nữ hoàng đã giao bớt nhiệm vụ cho con trai mình là Charles. Vì vậy, cái chết của nữ hoàng không phải là một tin quá đột ngột. Em thông Anh đưa tin tất cả bốn người con của nữ hoàng đều ở bên bà khi bà hấp hối. Ngay khi biết tin nữ hoàng có sức khỏe kém, bốn người con là Thái tử Charles, công chúa Anne, hoàng tử Andrew và hoàng tử Edward đều tức tốc đến lâu đài Balmoral ở Scotland khi bà hấp hối những đứa trẻ tụ tập bên cạnh bà đó là những người bạn đồng hành lớn nhất đối với nữ hoàng có vẻ như một cuộc sống thành công nhưng nữ hoàng cũng có những việc nhà khó quyết định trong đó có một người phụ nữ đã trở thành niềm tiếc nuối duy nhất trong cuộc đời của bà và bà không muốn nhìn thấy bà cho đến khi bà chết một số người sẽ nói rằng người phụ nữ này là bạn đời của Charles, Camilla, bởi vì bà ấy là nguyên nhân khiến hôn nhân của thái tử Charles và công nương Diana bất hạnh. Bây giờ Diana đã chết, Charles lên làm vua và đương nhiên dù không muốn thì Camilla vẫn sẽ là hoàng hậu anh. Thật sự rất khó để thuyết phục một người phụ nữ thường dân lại có vết này trở thành nữ hoàng anh. Nhưng với Nữ hoàng Camilla không phải là điều bà không thể chấp nhận, mặc dù bà đã phản đối mối quan hệ Charles và Camilla ngay từ đầu, nhưng sau khi cả hai đã tay trong tay nhiều năm, Nữ hoàng từ lâu đã coi Camilla như con dâu của mình. Bà ấy có thể cùng con dâu đi du lịch bằng xe ngựa, tặng con dâu chiếc túi hoàng gia của mình, có thông tin cho rằng công nương kết không có quyền này. Nữ hoàng cũng trao cho Camilla chiếc vương miện Gravel của mẹ bà. Điều này thể hiện sự công nhận của bà đối với cô con dâu này. Và Camilla cũng rất cạnh tranh sau khi vào hoàng gia Anh, luôn trung thành với nữ hoàng. Không bao giờ gây sự, nữ hoàng cũng thấy bà ngoan ngoãn và nghe lời nên đã chín bỏ làm mười, còn dạy dỗ Camilla hành xử như người hoàng gia quý tộc. Sau những vấn đề về sức khỏe của nữ hoàng để đào tạo ra nữ hoàng tương lai của Vương quốc Anh, nữ hoàng thực sự đã rất chịu khó chỉ bảo Camilla. Đầu tiên, bà để Camilla tham gia vào công việc kinh doanh chính thức của Hoàng gia. Trong năm ngoái, tính đến tháng 6 năm nay, Camilla đã thắp tùng thái tử Charles tới 397 sự kiện chính thức, 169 sự kiện Hoàng gia, thăm 84 thị trấn và 42 quận và thăm 4 quốc gia. Xét về khối lượng công việc hoàng gia, Camilla chỉ đứng sau thái tử Charles. Không những thế, nữ hoàng còn ra lệnh cho gia đình phải thật lòng chấp nhận Camilla, bất kể mâu thuẫn nội bộ cũng phải bày ra cảnh vui vẻ với thế giới bên ngoài. Vào sinh nhật lần thứ 75 của bà Camilla năm nay, không chỉ nữ hoàng gửi lời chúc phúc trên các nền tảng xã hội mà vợ chồng hoàng tử William cũng gửi lời chúc chưa từng có. Ngoài ra, bà Camilla còn đăng một nhóm ảnh mừng sinh nhật và đích thân công nương kết cho thấy mối quan hệ mẹ chồng nàng dâu dường như rất hòa thuận. Trong những năm gần đây, Camilla rất nỗ lực hướng thiện. Ngoài việc tham gia các hoạt động của Hoàng gia, bà cũng thực hiện một số hoạt động từ thiện. Sau những nỗ lực xây dựng một phu nhân thanh cao quý tộc, Camilla nhanh chóng chiếm được cảm tình của nữ hoàng. Vào đêm giao thừa năm nay, nữ hoàng đã trao tặng camilla huân trường hiệp sĩ tối cao của grater huân chương này là vinh dự cao quý nhất của vương quốc anh do chính nữ hoàng trao tặng và đặc biệt được trao cho những người có đóng góp xuất sắc cho đất nước cho sự nghiệp công cộng hoặc cho bản thân quốc vương trong số các thành viên của hoàng gia chỉ có bốn người con của nữ hoàng và cháu trai của bà là hoàng tử william được tặng danh hiệu này điều này cho thấy nữ hoàng đã rất coi trọng bà camilla Camilla suốt thời gian qua đều im lặng, căn bản không có gì đáng trách, cho nên nữ hoàng cũng rất bao dung bà ta. Nhưng có một người xem ra nữ hoàng không thể bao dung, đó là Meghan Markle. Sau khi người nữ diễn viên Mỹ này tái hôn với hoàng tử Harry, cô bắt đầu một loạt các hành vi biểu tình mà không hỏi ý kiến bất kỳ thành viên nào trong gia đình hoàng gia và lặng lẽ kéo hoàng tử Harry ra khỏi hoàng gia cùng nhau. Điều này đã làm tàn nát trái tim nữ hoàng sau đó dưới danh nghĩa một cựu thành viên của gia đình hoàng gia hoàng tử điền cuồng tung tin về những người không thể chịu nổi bên trong gia đình hoàng gia và anh ta đã kiếm được rất nhiều tiền bằng cách xuất bản sách và tv nhưng nó đã làm ảnh hưởng đến gia đình hoàng gia anh Nữ hoàng cũng rất hy vọng cháu và con dâu của mình có thể trở lại hoàng tộc trong giai đoạn đầu. Nhưng sau một loạt biến cố, nữ hoàng đã hoàn toàn tỉnh ngộ nên kiên quyết vạch ra ranh giới mối quan hệ với họ và tước đoạt danh hiệu hoàng gia, công tước và nữ công tước xứ sở sách của cặp đôi này cùng các đặc quyền khác nhau mà các thành viên của gia đình hoàng gia có thể được hưởng. Sự quyết liệt của nữ hoàng khiến vợ chồng Harry chết lặng. Dù cứng miệng nhưng Meghan luôn tỏ ra sủng ái hoàng gia. Để lấy lòng nữ hoàng, cô đã đặt tên con gái mình là Lily Beat, trùng với biệt danh của nữ hoàng. Vào ngày sinh nhật của nữ hoàng, Meghan đã đưa con gái đến gặp nữ hoàng và xin chụp ảnh chung nhưng bị nữ hoàng từ chối. Harry và Meghan cũng không được mời đến khán đài để chụp ảnh nhóm quan trọng tại lễ kỷ niệm bạch kim của nữ hoàng. Họ chỉ được phép tham dự một sự kiện của nhà thờ và vị trí của họ cũng được bố trí ở rất xa, cách xa hàng nghìn dặm so với anh trai, vợ chồng hoàng tử William. Hoàng tử William và vợ tràn ngập tiếng hò reo khi bước trước công chúng, còn vợ chồng Harry thì đầy tiếng la ó khi xuất hiện. Khi hoàng tử Philip qua đời vào năm ngoái, chỉ có Harry đến dự đám tang của ông nội, rõ ràng là do Meghan bất tiện khi mang thai, nhưng có thông tin là chính nữ hoàng đã từ chối cô tham dự. Sau khi nữ hoàng lầm bệnh lần này, bà cũng đã ra lệnh sớm từ chối sự tham dự của Meghan. Thậm chí quyết định này còn ảnh hưởng đến cháu trai Harry của bà. Khi những người thân và bạn bè khác hay tin nữ hoàng lầm bệnh nặng, họ đều tức tốc chạy đến bên nữ hoàng. Nhưng Harry thì chậm chạp và không kịp gặp bà lần cuối cho đến khi nữ hoàng qua đời. Phải đến 15 phút sau khi nữ hoàng chính thức thông báo về cái chết, máy bay của Harry mới hạ cánh. Đến Balmoral, một giờ sau cái chết của nữ hoàng, Harry được chụp ảnh ngồi ở bằng ghế sau với vẻ mặt buồn bã và giới truyền thông Anh cũng dùng tiêu đề quá muộn để nói lời tạm biệt để mô tả về cuộc chia tay muộn màng. Sau cái chết của nữ hoàng, Meghan không xuất hiện, chỉ có hoàng tử Harry một mình đi từ biệt bà nội. Có vẻ như nữ hoàng không muốn tha thứ cho Meghan cho đến khi bà qua đời. Tang lễ của nữ hoàng sẽ được tổ chức trong 10 ngày. Bạn có nghĩ Meghan sẽ đến tham dự lần này không?